Xin chào anh em thích bật lửa đẹp của Ambe Shop. Em xin làm clip giới thiệu đến các anh một mẫu Zippo mới về đến Ambe Shop. Mẫu này có mã hàng là Z195, anh em truy cập website ambe.vn và gõ vào tìm kiếm là Z195 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm, hình ảnh sắc nét chụp ở các góc cạnh khác nhau. Khi mà đặt hàng gọi điện đến shop Ambe thì các anh cũng nhớ nhắc hộ em là Z195 để shop Ambe biết các anh hỏi đến mẫu nào nhé. Nhớ giúp em là Z195, chỉ cần nhớ mã sản phẩm thôi là các anh có thể hỏi được đúng mẫu rồi. Ở đây là đời số mới năm 2017, các anh vui lòng bật chế độ Full HD lên để xem giúp em nhé. Ở đây là chiếc Zippo màu đỏ sơn tĩnh điện và có khắc một chùm sao như này, một vệt sao, sao sáng màu vàng rất đẹp. Ngoài ra cái mặt sau nó là mặt trơn thì các anh có thể là khắc tên lên theo yêu cầu, khắc logo công ty, tiếng kêu cũng rất là hay. Cho anh em quan sát thêm về những cái chi tiết nhỏ của nó để anh em biết đây là một chiếc Zippo chính hãng nhé. Nếu như anh em nào chưa biết cách phân biệt Zippo chính hãng thì xem clip hướng dẫn phân biệt thật giả của shop Ambe trên kênh YouTube Ambe và Lửa Đẹp. Còn nếu như anh nào biết rồi thì có thể nhìn quan sát giúp em. Đó. Ở đây thì là đời số mới. Các anh có thể rút nắp ra để quan sát thêm. Các anh quan sát đó. Ở chung 5. Các anh lưu ý giúp em một chút là nên mua ở những cửa hàng Zippo chính hãng và mua xăng chính hãng nhé, để mình sử dụng được lâu dài cũng như là bền và cái giá trị mình bỏ ra nó được xứng đáng, đền đáp xứng đáng. Đấy. Nếu như dùng châm xăng chính hãng thì anh em có thể dùng 7-15 ngày hoặc là có thể lâu hơn tùy vào mức cách châm xăng của mình. Thì để mà tốt nhất thì Ambe Shop khuyến cáo các anh em là nên châm xăng 7 ngày một lần để đảm bảo cho chiếc bật lửa của mình luôn luôn có xăng, cũng như là luôn luôn có thể châm lửa được bất cứ lúc nào và nó không ảnh hưởng quá nhiều đến tim cũng như là bông hoặc là đá, không gây hao mòn nhiều thì anh em không phải thay nhiều và tiết kiệm được chi phí khá là nhiều. Đấy. Màu đỏ sơn tĩnh điện cầm rất là thích, rất là bám tay, màu sắc rất là nổi bật, đặc trưng là phù hợp với lại anh nào mệnh hỏa nhé. Đấy. Anh em nào mà kết cái sản phẩm này comment số điện thoại bên dưới cái video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc là anh em có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để tiết kiệm thời gian thì anh em vui lòng gọi cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.